về tẩy trang đúng rồi, giờ ngon không ngon cũng phải ăn đi rồi sao. Vô em yêu, gì không? Cho hai cái trà đá đi chú ơi, cho con hai trứng giữa nữa chú. Cho con hai trứng giữa nữa chú. Quỳnh nó ăn gì nhỏ, ông đứng đây.